Rồi, xin chào các bạn nhé. Nay tôi đang đứng ở một cái thôn gọi là thôn Hạ Sơn, ở ngay gần thị trấn các bạn ạ. Đấy, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy thị trấn Yên Phú ở dưới kia. Và con đường này chính là con đường đi lên một cái điểm trường ở trên một cái thôn Hạ Sơn 2 ở trên này. Trên này có một cái điểm trường cấp 1 các bạn ạ. Theo cột mốc chỉ dẫn thì còn 2 cây nữa các bạn ạ. 2 cây nữa thì lên đến khu điểm trường nhé các bạn nhé. Đây này. Rồi tôi đi đã được 3 km rồi. Để còn 2 km Hạ Sơn 2. Và thị trấn Yên Phú thì là 3 km các bạn ạ. Thị trấn Yên Phú thì 3 km. Như vậy là 5 km mới tới cái điểm trường ở trên này nhé các bạn nhé. Trường trên này. Trước đây tôi đi một lần rồi nhưng mà lúc đó thì đường nó chỉ là đường đất thôi. Đây. Đây các bạn ạ. Chính là con đường đất này. Trước tôi đi đường tắt. Chính là con đường đất này các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ đường nó cũng gần như là được giải bê tông hết rồi các bạn ạ. Đây chính là đường bê tông này, nhưng mà bị lỗi chỗ rỗ hết rồi các bạn ạ. Cái con đường này làm cũng được hơn 2 năm rồi. Hơn 2 hay 3 năm đấy. Mình được 3 năm rồi các bạn ạ. Mà nó rỗ hết rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi lên xem một cái điểm trường ở trên thôn Hạ Sơn 2 này, xem nó như thế nào nha các bạn nhé. Đường đi nó có dễ không, và lên trên đấy nó có những cái gì nha các bạn nhé. Và ở trên này thì đa số là dân tộc Mông sinh sống và canh tác ở trên này các bạn ạ. Rồi, bây giờ tôi và các bạn sẽ đi lên trên đó và xem có gì hay không nha các bạn nhé. Còn 2 cây nữa thôi. Hiện nay tôi lên trên này tương đối là cao so với mặt bằng của thị trấn. Ở đây không khí rất trong lành các bạn ạ. Nếu mà con đường này mà đi bộ thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thể dục buổi chiều, buổi sáng để đi bộ trên con đường này thì rất là mát mẻ, như là sạch sẽ các bạn. Đây có một cái thác nước này các bạn ạ. Nhưng mà thác này nước còn ít lắm các bạn ạ. Gần như sắp cạn rồi. Vào đây xem. Wow, trống tương đối là to. Wow, cống đôi nha các bạn nhé. Nước nó ngấm đi đâu hết mất rồi các bạn ạ. Đây, Nó hàng nước chảy qua cống nhưng mà sang bên này thì lại không thấy nước nữa rồi. Nó ngấm xuống các cái vách đá ấy các bạn ạ. Trôi xuống dưới kìa. Đi lên trên kia tiếp xem có gì hay không. Đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn Yên Phú, nơi tôi sinh sống nha các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn ạ. Chỗ trên kia là chính là thị trấn Yên Phú các bạn ạ. Đấy. Hôm nay tôi đi được tầm 4 cây rồi các bạn ạ. Đấy. 4 cây rồi nhìn thấy rất là rõ thị trấn các bạn ạ. Đấy, nhà tôi ở tít trên đầu kia. Đấy. Chỗ khu hòn cái núi đi qua bên kia núi đấy các bạn ạ. Đấy. Bây giờ là ở lưng chừng núi rồi các bạn ạ. Đây này. À, bây giờ lại đi lên trên kia tiếp nhỉ. Lên trên điểm trường xem có gì hay không. Đấy, các bạn nghe thấy không? Tiếng chim rất là nhiều nhá. Đấy. Chim thú nghe véo von luôn. Thác nước. Rất tiếc là nước rất là ít các bạn ạ. Bởi vì ở trên này là núi đá ấy các bạn ạ. Nó không phải là cái nguồn chính. Do vậy chỉ có mùa mưa mới có nước các bạn ạ. Cái thác nước này này. Và bây giờ do bà con cũng như là nhân dân ở trên này người ta cũng lấy nước ấy. Do vậy là chỗ nào có nước thì người ta đã bắc vòi và lấy nước hết rồi các bạn ạ. Với lại đặc điểm của cái nguồn nước ở vùng cao ở trên núi đá ấy là nó hay chảy ngầm các bạn ạ. Nó hay chảy dưới các cái khe này. Đấy, bên dưới này có nước này. À, bên dưới này thì có nước. Nhưng mà ở trên thì không thấy có nước chảy các bạn ạ. Đấy. Dưới vẫn có nước nha các bạn nhé. Nước vẫn chảy. Nhưng mà nó chảy ngầm, nó chảy dưới các khe đá các bạn ạ. Đây. Bây giờ lại lên trên này đi chơi tiếp. Đấy, các bạn đi lên trên này xem có gì hay không. Hay à? Chào cô nhá, lấy củi về cô. Củi nhà có nhiều trâu đấy, 4-5 con trâu rồi. Non các bạn ạ. Cũng khá là chắc chắn, môi trường khá là khang trang các bạn ạ. Bây giờ mình đi vào đây xem nhé. Chào các cháu nha. Hôm nay vẫn đi học à? Hôm nay vẫn đi học á? Hôm nay thứ 6 à? Chưa đi về à? Nhà ở đâu? Nhà cháu ở đâu? Không biết. Nhà ở đâu không biết á? Nhà có ở gần đây không? Không ở gần đây á? À, nhà trên này à? Ừ. Ở bên này á? Đây là sắt này đang chuẩn bị xây dựng nhà hay làm cái gì đây? Đi vào đây xem. Đây là trường mầm non các bạn ạ. Đây, có rất nhiều trẻ con ở đây, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Có các lớp trường học Phúc An. Để xây toàn bằng tôn, làm toàn bằng tôn. Chào mấy anh em nhá, đang làm món gì đấy? nó làm nhà. Trường xây thêm trường học. Nhà ở đó gì? Nhà trụ sở thôn à? À, đang làm nhà trụ sở thôn. Trụ sở thôn ở ngay đây luôn này. Đi sang đây chơi. Đây là cả trường cấp 1 với mầm non ở đây hết chứ nhỉ? Cái trường cấp 1 chỉ là nhà tôn thôi nha các bạn nhé. Chưa được xây các bạn ạ. Đấy. Lợp tôn và vách cũng bằng tôn hết. Bên này là chắc là cũng là một, hai phòng học gì đấy. Ui, đây có cái nhà sàn các bạn ạ. Cũng tương đối là chắc chắn. Nhưng mà chưa có cửa. Hình như là có người, gia đình đã vào ở rồi các bạn ạ. Mình thử đi ra đây xem một chút. Sang đây là mình thử sang đây khám phá một chút về cuộc sống của người dân bản ở đây xem nào. Đây rồi. Đây là. Anh em làm gì đấy? Ô. Vâng, làm cái nắp công ty. À, anh này làm bên này à? Vâng. Anh đi chơi mà. À, đây à? Ừ. Anh lên đây lâu chưa? Anh lên đây lâu rồi. À. Làm anh nhận công trình trên này à? Không, anh không làm công trình đâu. À. Anh phủ xây thôi. À, phủ xây. Thế có quả cưa sắt, cưa gỗ, máy cưa. À, đây nó đang làm vỗ vẩn đấy đúng không? Mấy anh em đây là đang làm nắp cống. À, quả nhà ác đấy nhỉ? Ba gian. Bình thường thôi. Ừ. Đấy, đẹp đấy. À. Ừ, cháu chào bà nhá. À, có cả bia cả. Có bia đấy. Đấy. À. À, bán hàng trên này à? Đây nhà bà đây à? Và ok, cái trên này chưa, mình chưa lắp tường lắp tiếc gì à bà? Chưa, không có tiền. Ô, toàn gỗ đẹp thế này. Ôi, quả tủ rất là đẹp rồi. Ô, ở trên này đông vui phết nhỉ? Có mà, trên này nhiều hộ lắm. Nhiều. Lâu lâu không lên nữa, em tầm 3-4 năm không lên rồi. À, đây à? Trước cái này đây à? Không, trước đi chơi rồi. Trước đi lên trên này đi bắt lợn. Một lần đi bắt lợn trên này. Các anh làm nhá. Anh chơi loanh quanh tí. Hội trường thôn này là hơi hẹp đấy nhỉ. Trên này không có mặt bằng mấy nhỉ. Nhìn. Không có sân. Ở trên này là do ở lưng chừng núi nên là địa hình rất là phức tạp. Ô, ở trên này nhìn thấy hết toàn cảnh thị trấn nhỉ. Đẹp đấy. Ừ. Buổi tối bóng điện đèn cao áp họ bật lên nhìn đẹp ngay đấy nhỉ. Ở đây nhiều nước thế này nhỉ. Cái này nước về quanh năm à? Ừ. Nước sạch, nước nguồn. Nước nguồn. Cái này chuẩn bị đổ răng à, đổ cột chứ nhỉ. À, sắp tối rồi này. Kịp không? Đổ 2 cột à? À đâu, đổ móng thôi đúng không? À, đổ móng thì nhanh thôi, còn ghép cốt pha chứ đổ thì không kịp đâu nhỉ. Ô, đi lên trên này còn nhiều hộ dân không nhỉ? Em nhỉ? Đi lên trên này cũng có vài nhà. có vài nhà. Ở dưới nhìn lên thấy nhiều nhưng mà lên đây thì chả nhìn thấy gì. Ở trong kia, ở trong này còn nhiều đấy. À. Trong này đi thông ra bên kia không nhỉ? Bên chỗ cái khe kho muối kia không nhỉ? À. Ở bên dưới kia có một, cũng có một làng thì phải. Yeah. Dưới kia làng Tày đúng không? Tận chỗ kho muối kia thì mới lại có mấy hộ dân người Mông thôi đúng không? Mình đi chơi loanh quanh đi. Dưới có mấy con bò các bạn, và một ngôi nhà ở gần trường các bạn ạ. Hôm nay tôi đi vào cuối tuần, do vậy là không gặp thầy cô nào ở đây. Với lại đa số các thầy cô đi lại hết các bạn ạ. Đó. Kia có một bạn nữ đang làm rau, đang xuống đây hỏi xem người dân ở trên này như thế nào nhé các bạn nhé. Đây là nhà chắc là dân tộc Mông. À, anh chào em nhá. Trồng rau hả em? Trồng được nhiều rau hết nhỉ. À. Yeah. Em ở tận đâu? Em ở nhà sàn kìa. Nhà sàn kìa. À. Ô thế đầy ruộng đây mà không mượn được à? Lại làm ruộng luôn à? À. Ở đây có nhiều nước thế cả, làm ruộng hai vụ cả. Có trên nhà này toàn hai vụ thôi. Ờ. Làm hai vụ thì mới đủ ăn được nhỉ. Nhà này nhiều trâu nhỉ, nhiều trâu nhiều bò. Trâu bò này của nhà dưới này hết à? Thế à? Thế nhà này có con bò nào không? Ừ. Có ai ở dưới nhà không nhỉ? Đi xuống chơi tí. Ừ. Em bán quán kìa à? Em là chuyển ở đâu về chứ đúng không? Em trước ở bên kia cơ. Ở bên cách đây một cây số nữa. Ừ. À, chuyển lên đây à? Ừ. Nhà còn chưa bưng ván nguyên vách đâu đúng không? Đang làm. Ừ. Làm cứ từ từ. À, anh nha, xuống đây chơi một tí. Để xuống nhà dân xem có cái gì hay không. Ồ, có nhiều bò đấy. Đấy. Ở trên núi chỉ có bò và trâu thôi các bạn ạ. Đấy, rất là yên tĩnh. Ruộng bậc thang rất là đẹp. Ôi giời. Wow, đây có con bò sừng đẹp không này các bạn này. Bò. Đấy. Sừng. Có cái máy cày các bạn ạ. Có máy cày. Ui, nhiều gỗ đấy. Đây là củi các bạn, củi đun Tết đấy. Mình nhớ ngày xưa ở quê mình cũng thế. Chứ mình ở dưới nhà thì cũng hay đi lấy củi. Cứ mỗi dịp chuẩn bị đến Tết là bắt đầu lấy củi dần. Để Tết mới có củi đun các bạn ạ. Củi đun nấu bánh chưng đấy. Mà thực sự ngày trước thì cứ đi lấy củi, nhưng mà bây giờ không đi lấy củi nhưng mà vẫn thấy đun được. Ô, đây có hai em bé. Nhìn rất là đáng yêu nhá. Hello. Ê, đang làm gì đấy? Ừ. Bé tí nào, trông nhau. tranh nhau sao. Đây có một cái ao đẹp phết nhỉ. Ây chào em nhá. Đang làm cái gì đấy? Nấu cơm chưa? Chưa. Mẹ ở nhà trông cháu à?